Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel Framework phiên bản 5.0 tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Tiếp tục bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta insert một dữ liệu ở bảng category. Được chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác với tất cả dữ liệu, ví dụ như insert, update, delete và hiển thị phát ra của bảng category ở đây. Chúng ta đang làm việc với project. Project là Laravel. Như vậy chúng ta làm việc với bảng này. Rồi bây giờ tôi vào lại chúng ta là ở đây project Laravel framework Laravel. Thì bài trước tôi hướng dẫn các bạn cái chúng ta nhúng những cái bảng vào rồi. Thì bạn nào mà chưa nhúng thì bạn có thể là download video trước xuống và lấy cái sụt mới nhất của video trước, bạn nhúng vào giùm tôi ở phần này. Đây view đây ha. Và bạn nhúng giùm tôi trong phần admin có cái mục là get. Hoặc bạn có thể nhúng toàn bộ file video cũng được, tôi đã phân bố rõ ràng đây rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta thao tác dữ liệu trong bảng get này. Thì đầu tiên tôi tiến hành là chúng ta vào app, vào http, vào route.php. Tôi tạo một, tạm thời bỏ đi như vậy, bồi đi. Tôi tạo cái route mới. Lúc này tôi làm việc với admin nên tôi sẽ tạo một cái route với cái group. Được chưa nào, với cái group. Đấy. Group nha. Thì cái group của tôi sẽ có cái tên refit như sau. Chẳng hạn refit tất nhiên là admin, được như vậy, và thực hiện với cái function đấy, bài bài cũ nha, bạn nào quên thì có thể là mở lại bài run ta coi lại. Tiếp tục trong round này thì tôi làm việc với những cái group riêng nữa, ví dụ như làm việc với group tên là get. Đấy, group get tôi cũng tiến hành là get ở đây, và đương nhiên cũng có một cái function cho mình. Đấy, được chưa nào, chấm phẩy cuối cầu. Rồi tiếp tục, được chưa nào, trong get, trong group get thì sẽ có gồm là thêm, xóa, sửa, và hiện tại đang làm thêm nên tôi tiến hành là round get. Được như vậy, và tên là add đi chẳng hạn, như vậy add được nhá. Và tôi sẽ tạo định danh cho nó như sau, định danh là s. À, tên cho nó là, chẳng hạn tên là admin.get.zs, đúng không ạ? Được nha. Và tôi sử dụng với lại cái tiếp tục là success để trở đến cái chúng ta cái controller để làm việc nha. Chẳng hạn tên là get controller đi, controller chúng ta chưa có thì đặt trước nhé. Và tên của nó là get, phương thức là get, được không ạ? Rồi sau rồi thì tôi tiến hành làm như sau. Bây giờ chúng ta cần tạo một cái controller khác mới. Cái controller này làm như thế nào đây? Chúng ta qua lại góc thư mục shift chuột phải open command window here, và tôi gọi với lệnh là bsp artisan mac 2. controller và get controller. Nếu bạn enter thì lúc nãy chúng ta sẽ tạo tất cả các phương thức bao gồm là update, store, delete gì đó rất là nhiều, chúng ta đã học ở phần SQL rồi. Nhưng mà lúc này chúng ta không cần những thứ như vậy nên tôi sẽ chỉ là len chống như vậy. Đấy, xong hết rồi thì nó sẽ tạo ra một cái file controller nằm trong thư mục là app http controller các controller cho bb này, và chúng ta tạo phương thức là get ở đây, copy nó như vậy, và tôi tiến hành là tạo function mới, tạo function mới public function get add. Và tôi tiến hành là lần sau. Ở phần này tôi đơn giản tôi cần return cái view chúng ta ra mà thôi, cái view mà bạn thêm vào á, return view. Và tôi lấy cái view này ở trong đâu đây, cái view tôi sẽ nằm trong thư mục là admin, nhìn lại các bạn, resources view này nằm trong admin, nằm trong get và nó là add nha bạn. Rồi nằm trong admin, nằm trong get và cũng phải là add. Đấy, bây giờ đơn giản tôi chạy thử phần rau này. Thì trên phần rau này khá đơn giản đúng không bạn? Chắc cần vào admin suyệt, get suyệt, add là xong. Rồi, nhìn mình tôi nha. Admin suyệt, get suyệt, add, enter. Và lúc này chúng ta mắc được cái thư viện thêm vào, cái điều gì chúng ta thêm vào. Đấy, được chưa nè. Rồi, tiếp tục nha bạn. Vì chúng ta tiến hành là thêm dữ liệu vào nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng phương thức là boss để đẩy dữ liệu lên. Tại vì get thì chỉ lấy được hiển thị dữ liệu ra thôi, mà bạn muốn đẩy dữ liệu lên thì bắt buộc phải dùng là boss.
Nên lúc này chúng ta quay lại round, chúng ta tiến hành copy phần này xuống, tạo thêm một cái nữa là box nha bạn. Đấy, box ở đây, được chưa nào? Box cũng với tên là add luôn cũng được, không sao hết, được tên như là box add nha. Đấy, đơn giản đúng không bạn? Box add. Và phần này tiếp tục uses thì tôi cũng chọn đến một cái phương thức mới là box add. À, nhầm nhá, sửa lại này. Box add. Đấy, thì tương ứng khi tạo một phương thức như vậy thì đương nhiên một điều trong các trường hợp tôi tạo một phương thức mới là public function box add và tôi tiến hành là như thế này. Được chưa bạn? Rồi, ok nha. Bây giờ tiếp tục tôi mở cái view ra để xem chúng ta cần chỉnh sửa gì cho nó hay không. À, tôi vào lại resources view admin và tôi làm việc với add.lab.bb. Thì rõ ràng mà thấy một điều là khi chúng ta làm việc với cái form này thì chúng ta cần hưởng ứng như sau. Khi làm việc với cái form đơn giản như vậy thì bạn cần phải nhớ là chúng ta cần có một thẻ cực kỳ quan trọng là token. Đơn bản token. Thì token là như thế nào đây? Thì chúng ta cũng học cái bài trước rồi, cái bài form nhé. Làm như sau. Input type là quyết định. Đấy. Nếu bạn nào sử dụng form là level 4 hoặc tích hợp thực hiện form của mình vào thì bạn không cần biết trong này. Còn nếu bạn làm như tôi thì bạn nên biết hàng này vô thì một cái dấu cái token vô thì vẫn chạy được nhé. Hidden tôi cho nó là name, có cái name là token. Đấy. Và tiếp tục nó là value là tôi sẽ cho giá trị như sau. Được chưa nào? Tôi mở đây nha. Đấy. Thì mình có cái địa chỉ token là scsrf token. Phần này tập rồi rất là nhiều lần rồi đúng không bạn? Thì cho kiểm tra lại như sau, chúng ta chỉ cần đơn giản là refresh lại trang và tiến hành là tham gia phần tử đây. Thì hay là chúng ta có một cái phần là form ở dưới này đúng không nào? À đây, tôi bùng vào nhá. Đây. Rồi, đấy, chúng ta cũng có token như thế này. Token chúng ta bảo mật hơn trong cái web của mình nha bạn. Rồi tiếp tục. Ở đây chúng ta có cái form mà chúng ta lại chưa có action ở đây thì chúng ta sẽ làm action vào. Thì sau khi mà tiến hành là đẩy dữ liệu lên thì tôi sẽ chạy cho nó chuyển về cái trang get của chúng ta. Đúng nào? Chuyển về trang get hoặc bạn có thể chuyển qua trang khác chẳng hạn. Wow. Đấy, cái nó dễ đúng không ạ? Wow. Chúng ta làm admin.get.get. Nha, đây này. Mình nhanh rồi bạn. Thế là sau khi add xong thì nó chuyển về trang này cho mình. Các bạn in cái form mình đấy. Đấy. Thì bạn sẽ xem lại đường dẫn chúng ta ở đây. Thông nhập phần tử, bạn thấy điều là chúng ta được phép là nha. Này này, đấy action chúng ta. Project Laravel admin get add được chưa nào? Đơn giản đúng không bạn? Khá đơn giản phần này. Đấy. Rồi nhá. Hoặc bạn cũng có thể làm chỉ như boss tùy mình. Đây là boss thử nha. Bạn xem thử boss hay get đây. Thì bạn xem giùm tôi này. Khi boss thì nó đẩy về chúng ta xử lý luôn. Nhưng mà khi bó xong á, bạn đẩy như vậy em sẽ đọc trên trắng không có gì hết. Nên tôi muốn là khi xong rồi thì nó chuyển về ngay cái giao diện thêm mình luôn. Nên đây là get. Nhưng mà bot thì đẩy vô trên trắng hoàn toàn như bạn nhớ. Tại vì bot mà đâu lấy liệu được đâu nha. Rồi tiếp tục ở đây. Thì tôi tiến hành làm như sau. Để thêm liệu vào thì tôi sẽ cần một cái request được thêm vào. Đúng không bạn? Làm nha, request. Rồi tôi tạo biến request như vậy. Được không bạn? Ví dụ giả dụ tôi ring line nó ra là request, tôi chọn đến một cái giá trị như là ở đây. Chẳng hạn như là đây là ticket name nhá. Đó. Bây giờ thì tôi có thể là refresh lại trang tôi nhấn như thế này, nhấn là Tuấn. Và tôi tiến hành là nhấn nút get address cho Tuấn chúng ta được hiện ra. Được không bạn? Mà rõ ràng thấy rõ ràng là khi chúng ta làm vậy những cái trường nó bị rỗng. Thì cũng hơi bị kỳ đúng không bạn, hơi bị kỳ. Thay cho nó nhập trùng nhau thì như thế nào? Thì công việc xử lý như vậy thì chúng ta phải tạo ra một cái file request screen để chúng ta kiểm tra những liệu nhập vào hay chưa. Được như vậy.
Nếu mà như thế này thì nó khó khó kiểm tra lắm bạn. Chúng ta phải dùng validator chân hàng luôn, nó sẽ bị rườm ra. Nếu bạn dùng request như thế này, nhắc lại, nếu mà dùng request như thế này chúng ta phải dùng validator trong cái function luôn thì nó rườm ra lắm. Nên tôi tiếp tục là tôi tạo cái file quản lý những cái request chúng ta. Thì như sau, tôi tạo phía PHP artisan max 2 chấm là request. Và tôi request mới là get request ở đây, tôi enter. Thì lúc này chúng ta được cái file tên là get request. Kiểm tra lại nha bạn. Rồi chắc là vào app HTTP chúng ta có một cái file trong request là get request.php đây. Thấy nó học luôn rồi, validator nha bạn. Chọn là true để cho nó bật nha. Rule thì tôi phải báo những cái luật cho nó. Ví dụ bây giờ tôi cần quản lý về cái app này với cái cách name. Thì cách name của tôi là yêu cầu như thế này. Thứ nhất, phải nhập vào cho tôi các bạn. Và thứ hai là nó không được để rỗng ở đây. Thì không nhập vào nha. Và thứ hai là tôi cần nói đến là nó không được gì bạn, nó không được trùng nhau. Thì bạn có thể sử dụng cái lệnh là query. Truy hàm số vào, thứ nhất là tên bảng. Tôi là tên bảng, tôi là bảng cat. Có S. Để ông bạn kiểm tra là đúng không nào. Bảng cat. Có S. Và trường thứ hai là về cái cột chúng ta làm việc là cột name. Đấy, hai chữ chúng ta quan tâm tới. Rồi các bạn, về những cái mặt còn lại, ví dụ như là về category order, category keyword hoặc là category description, nó không cần thiết ha. Bạn nhập cũng được, nhập cũng không sao hết, nhưng mà phần này bắt buộc phải nhập. Hoặc nếu nhập dùng trùng nhau thì phải báo lỗi cho người ta biết, đúng không bạn? Thì xong rồi thì tôi tiến hành là tạo public function message. Đấy, tôi cũng return về một cái mảng dữ liệu như sau. Nếu mà người ta nhập tên tới cái name mà người ta quên là không nhập thì require này. Đấy, require đây. Thì lúc này bạn cần phải thông báo ra là vui lòng hoặc là please enter get name hoặc là name category gì đó. Nhưng mà đấy, tôi phải cái đây vì đó là mảng nữa này. Tiếp tục tt get name mà tôi chấm với là uniquy thì tôi sẽ thông báo ra là this get this name category exists. Đấy, tôi có hai câu mẫu như vậy này bạn. Thì bây giờ tôi kiểm tra thử xem. Thì để kiểm tra thử thì chắc chắn điều là bạn phải gọi nó vào đây, được không bạn? Chúng ta không dùng request nữa mà chúng ta cần phải dùng là get request. Đấy, và đương nhiên một điều là khi bạn gọi đây thì bạn phải khai báo namespace cho nó. Use use gì đây, app suyệt http suyệt request nha bạn. Và tôi sẽ lấy ra gì bạn, get request ở đây. Đấy, được chưa nào? Và bây giờ chắc ăn thì đơn giản bạn kiểm tra tôi phải ăn cái nhá. Refresh lại trang nào, tôi ăn thật lần nữa cho chắc ăn. Tôi bấm category app thì nó báo chúng ta là tôi sợ chút xíu ở đây thì là tôi kiểm tra lại nhá, chúng ta có app ở đây. Quay lại nào, refresh lại và tôi bấm đấy, nó có báo lỗi mà bây giờ chưa hiện rõ chỗ nào hết. Rõ ràng nó chuyển trang không được, đúng không bạn? Bạn nó không thể chuyển trang chúng ta. Và chúng ta bây giờ cũng vì chúng ta là cần phải hiện thông báo lỗi ra, được như vậy thì thông báo lỗi ra thì hiện ở đâu đây? Thì bây giờ trong cái request này của tôi, trong đây nha, tôi cần hiện thông báo lỗi thì hiện như thế nào đây? Thì làm như sau, if đồng bạn và end it nha. Tôi đếm count của arrows có s mà lớn hơn không thì xuất lỗi ra chúng ta, được chưa nào? Thì tôi sẽ dùng bootstrap là phần này, if đóng đứt lại. Tôi có một class như sau, class alert, được nha, là và alert danger. Đấy, thông báo lỗi danger nguy hiểm. Rồi ở trong đây thì tôi có một cái UL và tôi có một cái for x để lấy tất cả các lỗi chúng ta ra. Các bạn em for x đấy, error tôi chọn đến
Simon và tôi S với lại là R. Với ta học rồi nha bạn, học chúng ta cho học phần validator. Tiếp tục tôi dùng li để cho nó duyệt ra li này chúng ta, để cho nó đơn giản nha. Và tôi hiện ra cái lỗi của mình. Đấy, lỗi đây. Được không nào? Đơn giản đúng bạn. Và tôi tiến hành kiểm tra để thử xem nha. Tôi được phép là trang nào mà tôi tiến hành là nhấn. Nó bao là please enter name category. À, ở đây thì nó báo hơi bị kỳ. Copy như này nè. Đấy. Tôi bấm cắt. Đấy, nó đẹp chưa nào? Được nha. Đơn giản đúng bạn. Và tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta thao tác kiểm tra dữ liệu với validator và với request. Tiếp tục bài sau tôi sẽ tiếp tục phần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.